Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy đang chia sẻ cho quý vị tại triển lãm Hải Dương. Và triển lãm Hải Dương thì mới ngày thứ 3 thôi đã xác lập rất nhiều kỷ lục rồi. Kỷ lục nhiều tác phẩm nhất, nhiều siêu phẩm nhất và nhiều những cây ấn tượng nhất. Và trước mắt quý vị lại một cái cây ruối. Cây ruối này có lẽ là cây ruối to nhất triển lãm. Một cây ruối của đơn vị Linh Bình đang được hạ xuống sân triển lãm. Thực sự là rất nhiều kỷ lục. Kỷ lục nhiều những cây long to nhất, nhiều những cây ruối ấn tượng nhất và nhiều những tác phẩm quý lần đầu tiên xuất hiện nhất. Thực sự là đây có thể là một cuộc triển lãm xác lập rất nhiều kỷ lục. Thì đây là tác phẩm ruối thì Bà Sa Đức Huy vừa thấy chuyển xuống triển lãm để đến ghi hình cho quý vị cho cây được lắm bắt được. Chào, chào chú nhá. Chú ơi, cây ruối nhà mình to quá, có khả năng là to nhất triển lãm. Cái này chú có thể chia sẻ kích cỡ không? Chiều cao từ mặt chậu lên. Chiều cao từ mặt chậu lên là 4m3. Ui dồi ôi, 4m3 thì đúng là to nhất triển lãm rồi. 4m3. Và nhà vườn mình là tên là gì chú nhỉ? Nhà vườn Dũng Nóc. Dũng Nóc ở Linh Bình phải không ạ? Quá ấn tượng quý vị ơi. Một cái ruối cao 4m3. Mọi người đứng ngắm rất đông. Quý vị hãy chiêm ngưỡng quá trình hạ tác phẩm ruối khủng này. Quý vị biết từ Linh Bình ra mang cái ruối to như thế này thì vất vả thế nào. Quý vị yêu cây chiêm ngưỡng mãn nhãn một tác phẩm đặc biệt này. Rồi. Quá đẹp, quá xuất sắc. Chơi tít. To lắm quý vị ạ, đặt trước cửa sân triển lãm. Quý vị nhìn thấy chính giữa sân triển lãm. Chú Lộc cũng đang đứng đây. Chú xin chào chú nhá. Chú ơi, chú Lộc ơi, chào anh em. Chú ơi, cây ruối này khả năng là to nhất triển lãm chú nhỉ? 4 mét mấy mà. Không, cây ruối này không phải là to nhất mà cây ruối này là đẹp nhất. Đẹp nhất. Đẹp nhất triển lãm. Đẹp nhất. Vừa to mà vừa đẹp. To là to rồi nhưng mà chưa phải to nhất. Đẹp là phải đẹp nhất. Đẹp hơn. Bây giờ trung tâm thế này mà. Ở giữa cửa quý vị nhá. Ban tổ chức cũng phải ra đây để ngắm trực tiếp. Đẹp là rất hiện tại này. Hiện tại đến lúc này. Vâng. Đẹp cây dưới này là đang là cây dưới khủng. Khủng nhất, đẹp nhất. Còn từ nay đến mai là coi như còn rất nhiều cây khủng cây đẹp về. Vâng. Đúng là triển lãm Hải Dương cháu thấy là xác lập rất nhiều kỷ lục. Kỷ lục nhiều cây nhất này. Kỷ lục nhiều cây quý nhất. Nhiều cây to nhất. Nhiều cây quý, nhiều cây to. Và nhiều cây cây đẹp, cây quý lần đầu tiên xuất hiện nhất. Lão Mai Trường. Đây là tấm biển của nhà vườn. Vườn Dũng Long. Phải đứng hàng chục mét thì mới ngắm được mấy đá. Đã lắm chú ạ. Cảm ơn chú nhá. Chú đã tạo tác cho cái tác phẩm chuối này thì thực sự là không đơn giản mà chú nào. Và tạo tác ra chú lại nhiệt huyết đến vậy, mang tác phẩm to đến vậy từ Linh Bình về với Hải Dương. Thì người yêu cây Hải Dương cũng như cả nước phải cảm ơn chú. Vì cái đóng góp của nhà vườn quá lớn. Di chuyển những cái tác phẩm này thì không hề đơn giản một chút nào. Quý vị nhìn thấy phải có một cái xe phọc này. Xe phọc rất to. Và một cái cẩu mấy chục tấn thì mới cẩu được. Kính thưa quý vị, một cái tác phẩm ruối cao hơn 4 mét đã cẩu xong, đã được hạ xong. Mọi người đang đứng trước tác phẩm để chụp kiểu ảnh. Và Bà Sa Đức Huy đứng xa gần chục mét mới lấy được tổng bóng.
Và mọi người đứng cạnh tác phẩm thì quý vị thấy là nhỏ bé thế nào so với tác phẩm? Quá nhỏ bé. Mời tất cả mọi người nhìn đây nhá. Một cái dúi như vậy quý vị mới thấy là cái dúi to thế nào. Xin cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng kỹ đường nét quý của tác phẩm dúi này. Chào các anh chị của em ở đây, em có anh chị của em ở đấy. Vâng, okay, chào các anh. Có thể vài luôn quý vị. Hiếm có, bao nhỉ? Quý công. Vẫn chuẩn một cái này ra nó không phải đúng rồi. Nó còn nhiều thứ nữa. Quý vị thấy là từ Linh Bình mà cái dúi cao hơn 4 mét thì vận chuyển thì không hề đơn giản một chút nào. Phải đi theo cái phọc chế. Cái sự kết hợp ấn tượng giữa cây và đá. Và lần này đi chơi thì thêm một cái tử nữa. Quá đẹp, quá ấn tượng. Sao tôi muốn quay cho quý vị ngắm chân bệ và những cái đường nét, cái chi tiết. Và nếu lấy tổng bóng thì phải rất xa. Rất xa mới lấy được. Và đây là mặt sau. Mặt sau của tác phẩm. Quý vị nhìn thấy ở chính giữa thì mới ấn tượng như nào. Mặt trước, mặt sau đều rất đẹp. Chúng ta phải dành cái lời cảm ơn, lời tán dương cho chủ nhân. Đó là nhà vườn Dũng Nóc. Mang tác phẩm rất to, to nhất triển lãm đến với Hải Dương. Những cái tác phẩm như này thì làm nổi bật triển lãm lên. Và ngay chính giữa cổng, quý vị nhìn thấy không? Ngay chính giữa, ở cái vị trí rất là trang trọng, xứng tầm cho với một cái tác phẩm quý ấn tượng này. Bên cạnh quý vị nhìn thấy toàn những cây long khủng thôi. Toàn những cây long cao 3 mét thôi. 3 mét, hơn 3 mét. Nhưng không thể so, chưa thể so gì với cái chiều cao của tác phẩm dúi này. Cao từ mặt chậu lên cũng đã 4 mét rồi, hơn 4 mét rồi. Thì quá trình hạ tác phẩm xuống triển lãm Bonsai Đa Huy rất ấn tượng. Và đến ngay ghi hình cho quý vị yêu cây cả nước. Để quý vị được chiêm ngưỡng, được cảm nhận một tác phẩm ấn tượng này. Và đến đây với Bonsai Đa Huy xin được cảm ơn quý vị. Và xin phép được dừng lời đây. Trước khi dừng lời xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.